Dạ, sa thú kính cảm ơn huynh Quá Thân Á. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn sức giảng đông huynh Quá Thân Á Chi Na cho nhật huynh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tây Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật huynh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Thanh Á, kính chào Maha Ra Chá, kính chào Canh Đá Ra, kính chào Tăng Lạc, kính chào Thanh Thủy, kính chào Buôn Mỏ, kính chào Sịch Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, kính chào Châu Khoan, kính chào Thi Na, kính chào Cẩm Vân. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh là từ bi hoan hỷ thay mặt chư đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quá Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Trạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng thính pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, và sa thủ cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tiểu Đức từ bi hoan đăng đàn để tiên phong ông bài pháp luật kinh 146. Dạ sư có trước máy không bạch sư? Sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu. Dạ mến chào xích pháp nguồn lâu cai và giao đạo tràng. Dạ con kính tri ân sư. Dạ Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Quách Thanh Á, mời Thanh Thủy, mời Sích Rạng Đông, mời Thi Na, mời Cẩm Vân, mời pháp nguồn lâu cai và mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Vị nào có thể xin đưa vân tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ bây giờ thì con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, và con nha, thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tự Đức ạ. Dạ con thấy sư cho tín hiệu mà con không có thấy sư cầm mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, và sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ đại đức Tự Đức có nghe được âm thanh con không? Dạ con không thấy sư cầm mic, cũng không thấy sư đưa tay ạ. Ô sư cầm mít không được à. Hình như sư đang vô ca pháp nè. Dạ rồi được rồi, dạ kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, vậy sư tắt máy, sư trở lại đi bạch sư. Như là sư cầm mic không được rồi. Dạ, thỉnh sư tắt máy ạ. À. Dạ, kính lễ cô tu nữ Thầy Duyên về vào đạo tràng. Dạ, kính mời cô tu nữ Thầy Duyên. Dạ, rồi. Con thấy sư trở lại mãi rồi. Dạ con cung thỉnh sư và câu tu nữ Tỳ Duyên bằng kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ alo. Dạ alo. Dạ. Cảm ơn con nam. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp và ơn đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu 146. Cô nu ha so kima nando nít chăng bác chalite sắc tí ăn thắc ca rê nắc ô nắc tha bác đi băng
Nagawe Sattha, cười gì, hân hoan gì, khi đời mãi bị thiêu, bị tối bao trùm, sao không tìm ngọn đèn, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sao còn thích thú vui cười, đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu, bao trùm tâm tối muôn chiều, không tìm ánh sáng tiêu diêu mà về, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ. Cô nụ ha so ki ma nan do ni chăng ba cha li te sa ti an tha ka re na o na ta pa di pang na ga we sa tha. Cô nụ ha so ki ma nan do ni chăng ba cha li te sa ti an tha ka re na o na ta pa di pang na ga we sa tha. Cô nụ ha so ki ma nang đô ni căng ba cha li te sa ti an tha ka re na o na ta pa di băng na ga we sa tha. Yeah. Con xin hết ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức, cô tụ nữ Tuệ Duyên, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 146. Cô nú hà so ka nan do nit chang pa cha li te sa ti ang tha ka re na o na tha pa di pang na ga we sa tha. Ko nu ha so ki ma nan do nit chang pa cha li te sa ti ang tha ka re na o na tha ba đi bằng na ga quê sa tha. Cô nu ha so ki ma nan đô nít chăng bát cha li tê sa tí ăn tha ca rê na u na tha ba đi bằng na ga quê sa tha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cô nu ha so ki ma nan đô nít chăng bát cha li tê sa tí ăn tha ca rê na u na tha ba đi bằng na ga quê sa tha. Sao còn thích thú vui cười, đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu, bao trùm tâm tối muôn chiều, không tìm ánh sáng tiêu mà về. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên, cô Cẩm Vân, Sis Tina, Sis Quang Thanh, con kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa mới vào đạo tràng, con xin xuống mắt ạ. Yeah. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tụi em xin kể kinh pháp cú số 146. Cô nu ha so ki ma nan do ni chăng bát chát tí lê sá tí an thác ca rê ná ô ô nát đà ô nát thà bắp bắp đi bằng nát gá quê sá thá. Cô nô bát cô nô ha so ki ma nan đô
Nhìn chăng bác cha tỷ lệ xa tỷ Antha karena onantha Di ba di ba di bang naga we sa tha Konuha so ki ma nan do Nik nhang bát cha Di le sa Di te sa ti Antha karena onantha Ba di ban na ga we sa tha Cười gì hân hoan gì Khi đời mãi bị thiêu Bị tối tâm bao trùm Sao không tìm ngọn đèn Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu Cô nú hà sô ki ma nan đô rít chăng bát chá ti li tê sa tí an thác ca rê na ô na tha bát đi băng na gác quê sa thá sao còn thích thú vui cười đắm say lạc khi đời lửa thiêu bao trùm tâm tối muôn điều không tìm ánh sáng tiêu diêu mà về phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức dạ tự nhiên đã kể xong bây giờ kính mời Tina tiếp theo ạ không biết đường truyền của tự nhiên nó có ổn không mà sao dạ đã thấy tín hiệu của Tina dạ kính mời Tina Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 146. Konuha so khi mà nan do nít chăng bát chá lý tê sát tí an thá ca rê na ô nát thà phá đi bằng na ga quê sát thá. Konuha so khi mà nan do nít chăng bát chá lý tê sát tí an thá ca rê na ô nát thà phá đi bằng na ga quê sát thá. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu bị tối tâm bao trùm sao không tìm ngọn đèn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hồ nữ hà su khi ba nan đô nín chăng pa che nín chăng pa cha li te sa ti an tha ca re na u nan tha pa ti bang na ca we san ta hồ nữ hà su khi ma nan đô nín chăng pa cha li te Anthakare na onantha Padipanna gawe santha Sao còn thích thú, vui cười, đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu Bao trùm tâm tối muôn chiều Không tìm ánh sáng tiêu diêu mà về của Hòa Thượng Giới Đức Dạ thưa con đã đọc xong Con kính tri ân quý sư, và quý bà, quý cô, thư nữ và đạo tràng Con kính mời vị kế tiếp
Dạ mời thì thắp hương đào cay cầm mít ạ. Dạ con lại thấy có hai người nữa mới đến lượt, dạ con xin phép được đọc trước vậy. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tư nữ cùng các quý sư ở có mặt ở trong Zoom ạ. Con xin kính chào tất cả đạo tràng. Con xin được kể bài 146 ạ. Cô nu hà sô ki ma nan đô nách chăng bách cha li tê sát ti an tha ca rê na ô nát tha ba đi bằng naga quê sát tha nô cô nu hà sô ki ma nan đô ki ma nan đô nách chăng bách cha li tê sát ti tha ca rê na ô nát tha ba đi bằng na ga quét sát tha. Con xin kệ ạ. Cô nu ha so ki ma nan đô chẳng bạch cha li tê sát ti an tha ca rê na ô nát tha ba đi băng na gà gà quê sa tha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cô nu hà sô ki ma nan đô ních chăng bách cha li tê sa ti an tha ca rê na ô nát tha ba đi bằng na ga quét sa tha. Cô nu ha so ki ma nan đô ních chăng bách cha li tê sa ti a tha ca rê na ô nát tha ba đi bằng na ga quét sa tha. Sao còn thích thú vui cười, đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu. Bao trùm tăm tối muôn chiều, không tìm ánh sáng tiêu diêu mà về. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin được phép xuống mic với vị khác ạ. Con lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật pháp và ân đức tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại cận đức. Con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ tại duyên và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 146. Dạ con cảm ơn quá thất bài. Cô nu hà sô ma nan đô chê li tê sa ti an tha ca rê na ôn nát tha ba đi bằng na ga quê sa tha. Ô nu hà sô ki ma nan đô chẳng ba cha li tê sa ti an tha ca rê an tha ca rê na ô na ta ba đi bằng na ga quê sát tha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Cô nu ha sô kỳ ma na đô nịch chăng ba cha li tê sa ti an tha kê rê na ô nát tha ba đi băng na gà quê sát tha. Cô nu ha
so ki ma nan do chang ba cha li te sa ti a ke re na o na ta ba di bang na ga we sa tha. Sao còn thích thú vui cười đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu, bao tăm tối muôn chiều, không tìm ánh sáng tiêu diêu mà về. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con xin kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, con. À, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, con Thanh Thủy. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc bài. Cô nú ha so ki ma nan do nít chăng bát chay lít tê sát tí an thác ca rê na ô nát tha bát đi băng na yá quê sát thá. Cô nú ha so ki ma nan do nít chăng bát chay lít tê sát tí an thác ca rê na ô nát tha bát đi băng na gia quê xa tha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã tập bài xong, con kính tri ân đạo tràng. Và kính mời con về mít lại cho đạo tràng. Dạ, xa thú, kính cảm ơn Thanh Thủy. Nam Mô Bích Hà, dạ. Con thành kính, đảnh lễ, Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thanh Thủy, cảm ơn Trạng Đông, cảm ơn Lập Ca cho Nhật Bình được hội tín hiệu. Nam Mô Bích Hà, dạ. Dạ, xa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Đại Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt. Từ bi hoan hỷ, tuyên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 146. Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Quỳnh Quách Thanh Á, Sích Trạng Đông, Chích Thi Na, Pháp Nguồn Lào Cai, Văn Thanh và Thành Thủy đã hoan hỷ lên ôn bài Pháp Quốc Kinh số 146. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu Pháp Quốc Kinh số 147. Và cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, Nam Mô Ta Sa Pa Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pa Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pa Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Việc lòng mở đầu dạy đời, nhắm phương lọc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà chạp vẹn toàn. Một lòng trăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam dời thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự biên. Chúng sanh ngồi khắp chúng đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn.
Nam mô Bụt Tha Dạ và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa cao pháp của kinh số 147. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sa thủ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, sa thú làm thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Ồ, âm thanh hơi nhỏ. Rồi, bây giờ chắc là nghe ok rồi. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân bà con Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 147. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ hôm nay chúng ta học có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, Pasacittakatang bimbang. Đoạn thứ hai, Arukayang samusitang. Arukayang samusitang. Đoạn thứ ba, A tu rằng bao sang cáp bằng. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng, Yasanatthi thu vang thi ti. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Đoạn thứ nhất có 3 từ. Từ đầu tiên, Pasa. Pasa là từ động từ Pasati mà chia theo mệnh định cách ngôi thứ hai số ít. Ngôi thứ hai số ít thì mình hiểu đó là nói cho một người ha. Theo lẽ ra thì ở đây đó Đức Thế Tôn ngài thuyết cho nhiều người. Theo lẽ ra là phải chia số nhiều chứ, nhưng mà lại chia số ít. Thì có thể đó là ngài, lát nữa trong duyên sự quý vị sẽ thấy. Có thể đó là ngài nhắm đến cái vị tỳ kheo đang bị bệnh tâm này thôi. Do đó đó ở đây mới chia số ít. Nên ngôi thứ hai số ít thì thành ra mình dịch đó là ngươi hay là anh hay là chị. Hãy nhìn, hãy thấy. Từ thứ hai, Chittakatang, đây là một cái tính từ bổ nghĩa cho chữ bim băng ở
đằng sau, chittakata rồi bimba, mà cả hai từ này đều chia theo đối cách số ít, tức là đồng cách đồng số, tính từ nó đi với danh từ là nó phải vậy. Chittakata, chittakata có nghĩa là được trang sức, được tô điểm, được trang điểm. Rồi từ cuối cùng bimbang, bimbang là bimba, bimba đó có nghĩa đó là cái bong bóng. Cái bong bóng, nhưng mà cái bong bóng ở đây đó mình hiểu ha, thì cái bong bóng đó là nghĩa đen, nhưng mà hiểu theo cái nghĩa bóng đó là sắc quẩn, là sát thân, sắc quẩn hay là sát thân này. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Chúng ta thấy có hai từ. Từ đầu tiên là arukayang, arukaya, chia theo đối cách. Arukaya có nghĩa là nhiều sự đau nhức. Nhiều sự đau nhức. Mà chúng ta cũng có thể dịch nữa đó là chỗ bị thương hay là vết thương, thương cũ, chỗ bị thương, vết thương cũ. Từ này bổ nghĩa cho cái từ ở đằng sau đó là xin lỗi, không phải quý vị. Đây là mỗi một cái danh từ riêng biệt. Mỗi một cái danh từ riêng biệt. Arukaya là một danh từ. Rồi là từ thứ hai, Sambutsita là một danh từ. Hai từ này đều chia theo ở dạng đối cách. Sambutsita. Sambutsita có nghĩa là sự ghét hay là sự lắp ráp. Sự ghép hay sự lắp ráp. Ghép hay lắp ráp thì mình cũng hiểu một cái nghĩa nữa, đó là tập hợp lại. Sự tập hợp lại. Ồ, như vậy đó là cái từ này là danh từ, là từ arukayang ở trước đó là tính từ để nó bổ nghĩa cho cái từ sau này. Vậy là arukayang samusitang ha, là sự lắp ghép lại của nhiều vết thương cũ đó, hoặc là sự tập hợp của nhiều vết thương cũ. Sự tập hợp nhiều vết thương cũ, nhiều vết thương. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên aturang là atura, chia theo đối cách số ít. Atura có nghĩa là đau ốm, sự bệnh tật, sự bệnh hoạn. Mà atura đây đó, chúng ta lại có một cái từ bệnh đó, xin thưa quý vị còn nhớ không? Đó là từ roga. Roga cũng là bệnh, thì roga đó hiểu nghĩa rộng hơn cái từ này. Roga đó là chỉ cho bệnh cả thân lẫn tâm.
Còn Atura này đó, mình hiểu đó là chỉ bệnh thân thôi, là thân thức thọ khổ, chứ không có tâm sân thủ. Thành ra Atura này mình dịch đó là sự đau ốm, bệnh tật, bệnh hoạn, nhưng mà bệnh của cái thân, của cái xác thân. Từ thứ hai, Bahu Sang Kappang, là Bahu Sang Kappa chia thành đôi cách. Nếu từ này mà chúng ta tách ra đó thì là Bahu cộng với Sang Kappa. Bahu là nhiều, Sang Kappa đó là tư duy hay là suy nghĩ, suy tư. Thành ra mình dịch cái hợp âm này đó, Bahu Sang Kappa đó là nhiều tư duy hay là nhiều suy nghĩ, nhiều nghĩ ngợi. Rồi đoạn cuối cùng, đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên giá xá là của ai đó, của người nào đó. Của ai đó, của người nào đó. Của ai đó, của người nào đó ha. Mà ở đây đó mình còn hiểu ha, cái chữ giá xá này nè, nó là quan hệ đại danh từ thay thế cho cái từ ở trên đó, xin thú vị. Ở trên đó là chích tầng đêm băng đó, là cái sắc thân này được trang điểm một cách đẹp đẽ đó. Thì của cái sắc thân được trang điểm một cách đẹp đẽ đó. Rồi từ thứ hai, nắp thí đây là động từ, không có. Từ thứ ba, thú quăng. Thú quăng là thú quá ha, mà chia theo chủ cách. Những cái từ làm túc từ hay là hoặc chủ từ cho cái động từ nắp thí này đó, đều được chia ở chủ cách hết. Thú quá là danh từ trung tính chia theo chủ cách, thành ra nó có cái hình thức là thú quăng. Thú quá có nghĩa là sự trường tồn hay là sự trường cũ. Rồi từ cuối cùng, thí tí. Thí tí này có nghĩa là trú, trụ. Thí tí này nếu mà mình dịch theo cái nghĩa đen đó là trụ, là đứng hay sao vậy? Trụ là đứng ha. Đó, mà mình lấy nghĩa bóng đó là vững chắc nè, bền lâu, ổn định. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Chúng ta thấy cái câu kệ này có bốn đoạn ha, mà chúng ta lại thấy có hai động từ. Thì xin thưa với quý vị, cái đoạn thứ tư đó là có một động từ nắp thí. Còn ba cái đoạn đầu đó thì mỗi một đoạn như vậy đó là có một câu và xài chung một động từ phát sắc. Thành ra đoạn thứ nhất nè, phát sát chích tắc tăng đêm băng là hãy nhìn hay là hãy thấy cái sắc thân được tô điểm này. Ru ca yang samusitang. Rồi mình thêm vô cái động từ là pasa, pasa aru kayang samusitang,
đó là hãy nhìn thấy hãy thấy đó, ha, một cái tập hợp nhiều vết thương đó, hay là thấy cái sự lắp ráp của nhiều vết thương cũ lại. Rồi tới đoạn thứ ba, ba sa tu rằng ba hu sang kapang, là hãy thấy cái sự bệnh tật và nhiều suy tư. Thì bệnh tật nhiều suy tư đó, nó cũng nằm ở trong cái thân này hết này, xin thú vị. Rồi đoạn thứ tư, nát thi là không có, thu quan là sự trường cũ, thi tí sự vững chắc, giá xa của cái thân được trang điểm đó. Dịch theo ngôn từ là như vậy đó, xin thưa quý vị. Rồi chúng ta có thể gọt giũa ngôn từ sau đó để nghe êm tai hơn. Và qua cái phần triết nghĩa từ vựng rồi dịch văn xuôi của chúng tôi vậy đó ha, mà bà con chúng ta có theo dõi nè, rồi suy gẫm theo chiều logic đó, ha, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài nói về, hay là Ngài dạy cho chúng ta thấy, chiêm nghiệm, suy gẫm để nhận ra được cái sự vô thường của sắc quẩn và danh quẩn. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch trà văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 147. Kính trân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần triết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô, tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Avivadhemi Svakato Phakkawata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sanghang Namami Namathuratanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, câu kệ Pháp Cú số 147 hôm nay chúng ta học nằm ở trong phẩm Chá Ra Quát Cá, là phẩm già, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Quê Lu Quán Á, đề cập đến cô đệ nhất kỹ nữ Sirima, đệ nhất kỹ nữ tại thành Vương Xá. Cô Sirima này được một tín nữ tên là Uttara tế độ và trở thành
Thánh Tu Đà Hoàng. Từ đó về sau đó, cô này không còn hành nghề kỹ nữ nữa. Nhưng mà cô này vì là đệ nhất kỹ nữ mà thành ra rất là giàu có. Từ đó về sau, cô này chuyên tâm phụng sự Tam Bảo. Cứ mỗi một ngày đó, cổ sẽ thỉnh 8 vị sư đến nhà để thọ bát. Xin thưa quý vị đó, cổ đó thì rất là đẹp người, bây giờ trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàng nữa thì thành ra đó là đẹp nét nữa. Cổ là người này ha, vừa đẹp nét nè, mà vừa đẹp người nữa. Thành ra đó là cái ngoại hình cổ thu hút nè, mà đẹp thì có cái sự cung kính phục vụ rất là chu đáo. Chính vì cái chỗ đó đó cho nên đó là tiếng đồn từ tai người này đến người kia, và do vậy đó các cái vị tỳ kheo phương xa đó, chưa có cái dịp đến nhà cô này để thọ bát, ước muốn hay là mong muốn thì xin thưa quý vị đó ha, những ai mà còn ước muốn còn mong muốn thọ bát đó, tức là còn mong muốn có lợi đắc đó, thì chúng ta hiểu con phàm rồi. Các cái vị tỳ kheo ở phương xa đó chưa được thọ bát tại nhà cổ đó, thì ước muốn mong muốn được một lần đến nhà cổ để thọ bát. Trong đó có một vị tỳ kheo ước muốn được đến nhà cổ thọ bát đó là để ngắm cái dung nhan của cổ, vì nghe người này người kia đó truyền tải nhau đó miêu tả cô này là người đẹp nết nè, đẹp người nữa, rồi cổ lại có danh sức là nổi, là đệ nhất kỹ nữ mà. Cho nên đó là cái vị tỳ kheo đó đó là mới ước muốn hay mong muốn ha, mình được ngắm nhìn cổ cả. Thì các cái vị khác đó mới mách cho cái cách đó là đến cái phòng trai đường đó, nơi phát thẻ để chư tăng đi lấy bát ở nhà của chư Phật tử đó. Thì những ai mà đến trai đường sớm sớm đó thì sẽ có thể lấy được cái thẻ đi đến nhà cô Sirima để lấy bát. Thì vị này nghe nói vậy cho nên mới đến trai đường rất là sớm. Và quả thật vị này đã lấy được cái thẻ đến nhà cô Sirima này để lấy bát. Khi mà vị này đến nhà cô này để lấy bát đó, thì xin thưa quý vị đây là mấy bữa trước cổ đã phát bệnh. Thành thứ ra đó là đến hôm nay cổ do còn bệnh vậy đó cho nên là không có trang điểm gì cả, rồi thậm chí đó là đi đứng cũng rất là khó khăn. Cho nên khi chư tăng đến thì cổ mới sai các cái người hầu ra tiếp rước chư tăng, rồi dâng thực phẩm nhẹ, cung thỉnh chư tăng ngồi chờ để lấy thực phẩm buổi trưa. Và đến trưa khi các người hầu cúng dường thực phẩm đến chư tăng xong thì cổ mới ráng đi ra đảnh lễ chư tăng để tạo cái nhân phước cung kính đảnh lễ nè, rồi cũng đồng thời đó là có thể nếu được đó thì nghe đôi lời pháp nhủ từ nơi chư tăng. Thì bấy giờ cái vị tỳ kheo mà có cái ước muốn, có cái ý muốn đó là được ngắm nhìn cổ đó, thì mới nhìn thấy cổ. Và khi mà vị này nhìn thấy cổ đó thì xin thưa quý vị, vị này đã không khéo tác ý. Và nói theo một cái từ chuyên môn đó là vị này truy tìm đối tượng không thích hợp.
tức là truy tìm cái cảnh nó không thích hợp cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Cho nên vị này mới nghĩ, nói rằng mèn đét ơi, cái cô này cổ đang bệnh tật ốm đau đó mà cổ còn đẹp đẽ kêu xa vậy. Huống nữa đó, cổ mà không có bệnh rồi cổ mà mét cắt lên đó, thì cổ còn đẹp đẽ kêu xa lòng lẫy giường nào. Đó thì vị tỳ kheo này do không khéo tác ý vậy đó, do truy tìm cái cảnh hay là đối tượng không thích hợp cho tâm vậy đó, thì thành ra đó là một loạt cái dục tư duy đó sẽ đối gì nó sanh ra. Và mình nói rộng hơn đó là một loạt các cái phiền não nó sanh lên, nó sanh một cách mạnh mẽ. Nó sanh một cách mạnh mẽ. Và có thể nói đó thì là khi mà phiền não sanh liên tục, nó sanh mạnh mẽ vậy đó, thì là vị này đâu còn nghĩ đến phận sự này cái nọ nữa đâu. Chư tăng về thì vị này cũng về theo thôi. Chứ còn cái việc mà giả sử như bây giờ đó, như là tụng kinh hay là giảng đạo hay gì vậy đó, chắc có lẽ là cũng quên bận hết. Thì khi chư tăng ôm bác đi về thì vị này cũng ôm bác đi về. Và ở trong đầu đó toàn là cái hình ảnh của cô này thôi, toàn là những cái gì mà liên quan tới cô này thôi. Thì vị này mới rơi vào cái gọi là tương tư, ái luyến mạnh quá, thành ra đó là tưởng tướng luôn. Ăn không ngon đó là ngủ cũng không có êm luôn, cũng không có được luôn. Chư tăng bạn gần đó đến khuyên can, thì khuyên cỡ nào đi nữa đó là vị này cũng không có nghe. Ăn không ngon ngủ nguyên đó thì dẫn đến sẽ sanh sao gây món. Và 4 ngày sau thì Đức Vua báo tin đến Đức Thế Tôn biết đó là cô Sirima đã từ trần. Đó, và Đức Thế Tôn đã yêu cầu Đức Vua đó là không có thiêu liền, mà cũng không có đem đi đâu cả, mà hãy đem đến Tha Ma Mộ Địa, nơi công cộng đó, và sai quân canh giữ làm sao để cho đừng có chó này, giả can, diều hâu, kênh nó ăn. Rồi khi đem vào trong Tha Ma Mộ Địa, nơi công cộng vậy đó, quý vị biết nơi công cộng tức là ai cũng có thể đến đó được đó, thì bắt đầu đó mới cho người đi đánh kèn la, là đánh chiêng, đánh trống, bắt buộc tất cả mọi người ở trong thành trừ trẻ nhỏ đều phải đến Tha Ma Mộ Địa đó để ngắm xem cái cô đệ nhất kỹ nữ này, ngắm xem cái sắc thân của cô đệ nhất kỹ nữ này. Nhà vua làm theo lời yêu cầu của Đức Thế Tôn, rồi đến cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với tăng ni đến Tha Ma Mộ Địa đó để quan sát, để nhìn cái xác thân của cô Sirima này. Thì lúc đó mấy vị tỳ kheo bạn đó mới đến báo cho cái vị tỳ kheo tương tư này này xin thú vị biết. Đó thì lúc đó đó, vị này đã bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày đó, là cơ thể yếu đuối vậy đó, nhưng mà khi nghe nhắc đến cái tên của cô Sirima này một cái đó thì là có một cái sức mạnh vô hình nào đó nó vật vị này vậy. Bắt đầu vị này mới đi đổ bát, rửa bát mà bỏ vô ông dèm đó, cái đi theo tháp tùng theo đoàn chư tăng cùng với Đức Phật đến Tha Ma Mộ Địa. Thì khi mọi người đến đông đủ rồi, Đức Thế Tôn mới yêu cầu vua đó là thông báo đến hết mọi người có mặt ở đó đó. Ai mà
bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng thì người đó sẽ được sở hữu cái xác thân của cô Sirima này. À, thì khi những người mà có cái bổn phận đi loan báo đó, loan báo xong cái không có ai lên tiếng chi cả. À, Đức Thế Tôn mới yêu cầu đó là hạ giá xuống, mới ăn đồng 1.000, rồi xuống là 500, 150, 10, rồi xuống tới 1 đồng. Và cuối cùng đó là hạ xuống cho không. Cho không. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là cũng không có ai lên tiếng rằng cho tôi đi cả. Không có ai lấy cả. Mặc dù đó cái lúc mà cái cô Sirima này đó đương thời đó xin thưa quý vị, thì muốn ở với cổ một đêm đó là phải trả tới 1.000 đồng Kahapana đó, 1.000 đồng. Mà 1 đồng Kahapana đó là tương đương với khoảng 4 chỉ vàng đó, thì quý vị thấy cái số tiền khủng khiếp vậy không. Bây giờ cổ nằm đóng đó đó, thì cho không, không ai lấy cả. Thì xin thưa quý vị, có một chi tiết chúng tôi quên nói, đó là cái xác thân của cổ chết 4 ngày rồi, bỏ trong tham ma 4 ngày rồi, cái thành ra đó là giờ nó biến hình đổi dạng rồi. Da nó đâu có còn căng nữa mà bây giờ nó nứt nẻ rồi. Nước vàng rồi nó cũng chảy ra rồi. Bây giờ đó cái xác thân đó đó là trở nên vô dụng rồi, không còn có giá trị gì nữa. Như chúng ta nhớ ở trong cái phẩm tâm đó, Đức Thế Tôn ngày dạy đó ha, là khi mà cái tâm nó lìa khỏi cái xác thân này rồi đó, thì cái xác thân này nè giống như là khúc gỗ mục vô dụng, vô dụng rồi xin thưa quý vị, không còn cái lợi ích gì nữa cả. Thành ra đó là cho người ta không thèm, không có ai lấy cả. Cái bắt đầu nương đó đó, cái Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho chư tăng. Thì ở đây đó ha, như văn tự được trình bày ở trong cái câu kể đó, thì chủ yếu đó là Đức Thế Tôn ngài tế độ cho cái vị tỳ kheo bị bệnh tương tư đó. Nhưng mà ở đây, ở trong chú, ở trong duyên sự này nè, thì nói đó là dạy cho chư tăng. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy là dạy rằng: này các tỳ kheo, các ngươi hãy coi đó, cái người nữ này mà quần chúng đã từng yêu mến đang nằm ở đây. Lúc trước ở trong thành đó, người ta phải trả 1.000 đồng vàng mới được gần nàng một đêm. Còn bây giờ đây nè, dầu cho không cũng không có ai thèm lấy. Sắc đẹp có cái tướng sanh diệt như thế. Này các tỳ kheo, hãy suy gẫm về cái sắc thân quế trượt này đi. Dạy vậy xong, ngài thuyết lên câu kệ: Pasacittaka tăng bìm bằng Arukayang sambusitang Aturang bahu sangkapang Yasanapthi thuwang thiti. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: nhìn kìa, thể xác mê hồn, một đống thịt thối, một hòm đớn đau, bận tâm tính việc đâu đâu, có chi bền vững mà cầu trường sanh. Rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là những cái bản dịch, là những phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali, qua cái gợi ý là duyên sự mà chúng tôi cũng mới vừa trình bày đến với quý vị xong.
rồi xin thưa quý vị, đó là lúc nãy chúng tôi có nói với quý vị là nếu chúng ta khéo để ý, khéo suy gẫm tí thì qua cái phần chiếc nghĩa từ vựng rồi dịch văn xuôi thì chúng ta sẽ nhận ra được cái câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dạy cho trực tiếp đó là cái gì thì kheo bệnh tật đó. Và những ai đang có tại cái tham ma bồ đề đó, gián tiếp đó là những ai nghe được cái câu kệ này về cái sự biến hoại thay đổi của cái thân danh sắc này. Quý vị đọc vô, quý vị có nhận ra được cái ý mà như chúng tôi mới vừa nói không? Khi chúng ta nhận ra được cái ý đó thì từ cái chỗ đó đó cái mình mới phân nó ra, mình mới tìm hiểu theo chiều rộng, tìm hiểu theo chiều sâu, thì lúc bấy giờ mình sẽ hiểu rõ ràng, hiểu sâu sắc về cái thân danh sắc này. Cái thân danh sắc này nè, khi mà nó tốt đẹp thì sẽ như thế nào? Đó, khi mà nó biến hoại đổi thay thì nó sẽ như thế nào? Qua đó đó, cái mình mới có thể từ bỏ được sự luyến ái đối sắc thân này. Mình có thể từ bỏ được cái sự tự hào đối với sắc thân này. Mình có thể từ bỏ được cái sự hiểu sai về sắc thân này. Thì xin thưa quý vị đó, chỉ cần từ bỏ này ha, luyến ái đối với sắc thân này, từ bỏ sự tự hào đối với cái sắc thân này thôi, từ bỏ hai loại đó thôi, hoặc là từ bỏ một trong hai loại đó thôi, thì chúng ta cũng đã được giải thoát rồi, cũng đã không phải bị trở lại sanh già rồi. Quý vị đã học ở trong kinh mà Ngài Tuệ Siêu đang giảng ở rung mình, ở rung pháp quốc kinh đó, từ bỏ một pháp này các tỳ kheo, nếu các ngươi từ bỏ được một pháp này, ta bảo các ngươi, ta bảo đảm các ngươi không phải bị trở lại sanh già. Quý vị nhớ mà. Thành ra đó là khi mà mình hiểu chỉ theo chiều rộng, chiều sâu, dẫn đến mình từ bỏ cái sự ái luyến đối với sắc thân này, mình từ bỏ cái sự kiêu mạn đối với sắc thân này, thì từ bỏ được đối với sắc thân này là nội quẩn nè, thì mình từ bỏ được nội quẩn thì cũng tức là mình sẽ từ bỏ được ngoại quẩn, và từ bỏ luôn cả nội lẫn ngoại. Thì từ bỏ được tham thì làm sao có thể trở lại sanh già được nữa. Cái đại ý chính là vậy. Bây giờ chúng tôi với quý vị chúng ta cùng nhau tìm hiểu theo chiều rộng, chiều sâu. Đức Thế Tôn này là Pasacitta tăng bim băng. Hãy nhìn sắc thân được trang điểm. Hãy nhìn hay hãy ngắm cái sắc thân được trang điểm. Thì mình hiểu như thế nào xin thú vị? Người ta nói là gì? Người đẹp đó là nhờ lúa. Dạ, nhờ lúa. Thì thành ra đó là khi mà mình make-up xin thú vị, mình make-up mình trang hoàng trang điểm lên. Đeo các đồ trang sức nè, mặc y áo y phục vô, rồi tóc tai chải chuốt cho nó bóng láng lên, thì lúc đó đó là cái sắc thân này được trang điểm. Thì mình nhìn thấy nó đẹp hay xấu xin thưa quý vị? Dễ nhìn,
Khi mà mình có mặc quần áo tương đối nè, đẹp hay không đẹp đó thì nói sao, mình có đeo đồ trang sức nè, rồi có make up chút chút gì đó, tóc tai chải cho nó gọn gàng đó, thì trước hết là mình thấy dễ nhìn cái đã nè. Dễ nhìn cái đã. Thì tại sao đó là dễ nhìn xin thú gì? Có cái dễ nhìn hay là có cái gọi là đẹp? Dễ nhìn hay là đẹp đó. Là vì mình không thấy được cái thực chất. Mình không thấy được cái bản thể thật. Mình không thấy được cái bản thể thật. Cho nếu mà mình thấy được cái thực chất, mình thấy được cái bản thể thật. Thì chúng sinh ngũ uẩn đó, gồm có hai phần là sắc và danh. Thì cái danh đó là mình không có thể thấy được bằng mắt, mình không có thể nghe được bằng tai, không thể ngửi được bằng mũi, không thể nếm được bằng lưỡi, không thể đụng chạm được bằng xúc giác, mà mình chỉ có thể biết được bằng ý thôi. Cho nên đó là cái phần bên ngoài là phần sắc đó. Thì mình mới thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi, nếm được bằng bằng lưỡi, và xúc chạm đụng chạm bằng cái xúc giác. Và khi mà mình thấy bằng cái con mắt của mình vậy đó, mà khởi lên cái gọi là đẹp hay là xấu đó, thì theo quý vị đó là do đâu? Là vì do mình có mang kiến rồi đó, xin thưa quý vị. Do mình có cái mang cái kiến vô đó, đó do đó đó ha, mình mới nhìn thấy cái cảnh sắc đó đó là đẹp, cái cảnh sắc đó đó là xấu. Thì cái kiến ở đây đó, mình hiểu là gì ạ? Là ở trong cái nhìn đó của mình đó, có chứa cái yếu tố là hợp gu, hợp với sở thích của mình, hợp với thị hiếu dục lạc của mình đó, thì là đẹp. Nhưng mà không có hợp gu, không có hợp với thị hiếu dục lạc của mình đó, thì là xấu. Là xấu. Tức là mình nhìn bằng cái tâm thái thích hoặc là không có thích. Thích hoặc là không có thích. Nhưng mà tại sao đó là mình nhìn bằng cái tâm thái là có thích và không có thích? Là vì do vô minh che đậy, thành ra mình không hiểu được cái bản thể thật, mình không hiểu được cái thật chất là cái con người đó hay là cái thân danh sắc đó đó. Nó gồm có hai phần là phần danh và phần sắc, phần vật chất và phần tinh thần. Khi hai cái đó đó mà nó ghép lại với nhau, nó đi chung với nhau, thì mình gọi đó là chúng sinh, là con người hoặc là con mèo hoặc là con chó. Dạ, hoặc là con chó. Nhưng mà rồi nè, một trong hai cái đó nó mất đi. Dạ, nó mất đi thì bây giờ là gì? Mình gọi đó là cái xác. Xác người, xác mèo, xác chó. Dạ, xác người, xác mèo, xác chó. Là khi đó cái phần danh đó, nó đã tách ra khỏi cái phần sắc. Phần danh và phần sắc đó nó hỗ trợ cho nhau. Sắc đó nó làm chỗ nương cho danh, và cái danh đó nó nuôi dưỡng làm cho cái sắc đó có cái sự
sống còn. À, thì từ cái chỗ đó cái mình mới thấy đó, cái xác thân đó nó còn có cái sự tốt đẹp nữa. À, da còn căng, còn láng, còn mịn màng. À, nhưng khi cái phần danh đó đó mà nó lìa bỏ khỏi cái thân xác đó rồi đó, à, thì cái thân xác đó không còn được phần danh nó hỗ trợ, nó nuôi dưỡng đó, thì cái thân xác đó nó sẽ nứt nẻ ra, nước nó chảy ra. À, thì lúc đó đó là gì? Nó không còn đáp ứng cái thị hiếu dục lạc của mình nữa. À, thì bây giờ mình cho đó đó là xấu. À, cho nên mình chế. À, thì nó tóm lại đó là gì? Là vì do này ha, vì vô minh che đậy cho nên mình không có hiểu ra được đó. Cái thân này nè là một cái sự lắp ráp của danh và sắc. Nói rộng ra hơn tí là của năm quận, nói rộng ra nữa là của 12 xứ, nói rộng ra nữa là của 18 giới. Yeah, 18 giới. À, thì cứ mỗi một quận nó sanh lên thì xin thưa quý vị đó, nó cũng tùy thuộc cái điều kiện của nó, chứ không có tự dưng nó muốn sanh lên là nó sanh. À, chúng tôi đơn cử thôi, nhỏ lại ha, là như là cái thân của mình ha, thì có mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè và thân. À, thì khi mà mình có con mắt này nó cũng có nhiều dạng. À, con mắt đẹp, con mắt xấu, con mắt to, con mắt nhỏ, con mắt sáng hay là con mắt mờ. À, thì to nhỏ nè ha, đẹp xấu sáng tỏ đó không phải do cái ước muốn hay do cái mong muốn của mình. À, mà to nhỏ nè, rồi là sáng tỏ nè, rồi là xấu đẹp đó đó, nó do cái điều kiện của nó. À, cái con mắt đó được hình thành nên từ nơi điều kiện hoàn hảo thì con mắt đó sẽ trở thành con mắt đẹp, con mắt sáng, con mắt to. Nhưng nếu cái con mắt đó mà được hình thành từ nơi điều kiện xấu, điều kiện không tốt đẹp, điều kiện không hoàn hảo thì dẫn đến con mắt đó đó là nhỏ, là xấu, là mờ. Yeah, là mờ. Ai cũng dường đèn. À, như vậy để điều kiện để hình thành nên cái con mắt sáng đó là đời xưa kiếp trước người đó có cúng dường đèn đuốc. À, thì có cúng dường đèn đuốc đó xem như. À, xem như thôi nha, xin thú vị, chứ không phải là tất cả. Xem như là điều kiện tốt, điều kiện tương đối hoàn hảo để hình thành cái con mắt hoàn hảo. À, thì để có được cái kết quả hoàn hảo thì buộc lòng phải có cái điều kiện hay là cái nhân hoàn hảo. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái điều kiện hay là cái nhân đó đó, nó có thay đổi không? Dạ có. À, có thay đổi. À, chúng ta quan sát ở trong cuộc đời này, chúng ta thấy có một cái loại, một kết quả nào đó, quả hay là kết quả ha, tồn tại mãi mãi không? Không. À, như chúng ta thấy mấy cái quả mà chúng ta thường hay dùng ở trong đời sống của mình đó, như là quả xoài nè, hay là quả táo nè. Đó thì quả xoài, quả táo này mình để nó đâu có được lâu đâu. À, để nhiều lắm đó là chừng 5-3 ngày gì. À, tại vì chúng tôi sống đời sống tu sĩ, thành ra không có chất chứa những cái đó, cho nên đó là không có quan sát, thành ra không có biết đích xác là nó tồn tại được bao lâu. À, nhưng mà chúng tôi nghĩ đó là nó không có lâu. Dạ, nó không có lâu. À, vậy thì khi mình hiểu được cái điều kiện hình thành nên cái quả đó, rồi mình cũng hiểu nữa đó là cái quả đó, đó nó có cái sự biến hoại đổi thay. Dạ, nó có cái sự biến hoại đổi thay. À, thành ra đó là gì? Sắc thân này dù cho có được trang điểm, trang hoàng, lộng lẫy, đẹp đẽ đó. À, thì cái đẹp đó là gì? Do người ta mang
cái kiến có màu cho nên đó, mới nhìn ra thấy ra rằng nó là đẹp thôi. Chứ còn cái thực ra là gì? Cái đẹp đó nó biến đổi đổi thay, nó đổi thay liền liền đó. Và rồi cái gì để có được cái đẹp đó đó, thì cũng phải do có cái điều kiện tương ứng thì nó mới có ra cái đẹp đó. Yeah, nó có ra cái đẹp đó. Và người ta chỉ có nhìn thấy vào cái khía cạnh tốt, khía cạnh tịnh, khía cạnh đẹp đó thôi đó, thì sẽ dễ dàng khiến cho người ta luyến ái, khiến cho người ta dính mắt, khiến cho người ta tự hào. Bây giờ mình thấy ra được cái nguyên nhân sâu xa để hình thành nên cái đẹp đó, rồi mình cũng thấy ra được cái đẹp đó đó, nó phải bị biến hoại đổi thay theo thời gian năm tháng. Nó phải bị biến hoại đổi thay tùy thuộc vào cái điều kiện hình thành nên nó. Thì lúc đó đó, cái luyến ái sẽ bị giảm bớt. Cái tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu về cái đẹp đó đó cũng sẽ bị. Rồi nữa nè, xin thưa quý vị, cái sắc thân được trang hoàng, mình thấy nó đẹp đẽ đó đó, mình thấy nó được đẹp đẽ đó đó ha, nhưng mà nó có thật sự đó là hoàn hảo không? Chưa chắc rồi ha. Thành ra Đức Thế Tôn ngày mới dạy tới cái ý tiếp theo. Arukayang Samusitang. Arukayang Samusitang là sao ạ? Là chỗ chất chứa các vết thương. Khi mà nghe nói tới các vết thương, tức là chúng ta hiểu hay là chúng ta nghĩ đến cái sự đau đớn. Đẹp mà đau đớn vậy thì cái đẹp đó nó đâu còn hoàn hảo nữa. Vậy thì chỗ chất chứa các vết thương là sao ạ? Cái thân đẹp đẽ này nè, xin thưa quý vị, có con mắt nè, có lỗ tai nè, có cái lưỡi nè, có lỗ mũi nè, và có cái biểu bì, tức là sắc thân này đó, da đó, da đó. Thì xin thưa quý vị, đó có phải là các vết thương không? Dạ xin phải. Trên cái sắc thân này đó có những vết thương cố định vậy đó. Con mắt có bị đau không xin thưa quý vị? Có. Mình đau mắt á, đỏ mắt rồi mắt bị ghen thì đau mắt. Lỗ tai của mình có đau không? Đau. Lỗ mũi cũng đau, lưỡi cũng đau, cái da này nè, thịt này nè cũng đau. Đau đây đó là đau theo nghĩa đen. Cái đau này đó là chúng ta mới hiểu đau theo nghĩa đen thôi đó. Còn đau theo nghĩa bóng là sao? Cái con mắt này đó là vết thương. Chúng tôi chỉ đơn cử một vết thương thôi, xin thưa quý vị. Con mắt này là một vết thương. Khi mình hiểu ra nó là một vết thương thì buộc lòng là gì? Mình phải có cái sự bảo vệ, chăm sóc cẩn thận, để không đó, vết thương này nó càng ngày càng lỡ ha. Hoặc là gì? Nó cứ vậy hoài nó không có lành. Bảo vệ, chăm sóc như thế nào? Con mắt nó có cái chức năng là phải thấy cảnh sắc, nó phải thấy. Nhưng khi thấy này, ha, mà mình không có bảo vệ, không có gìn giữ, hoặc là gì? Vì con mắt đó, nó có cái bổn phận, có chức năng là thấy, cho nên là cái gì? Mình tìm cái để thấy, tìm cái để thấy. Như trong kinh nói đó ha, thì là tìm đối tượng không thích hợp để mà thấy. Đó thì tìm đối tượng không thích hợp là sao? Như cái vị tỳ kheo này nè, cái vị tỳ kheo mà bị bệnh tương tư này nè, thì thay gì đó, nhìn thấy cái cô kỹ nữ Sirima đó đó thì phải biết đó là ngoại quấn, đó là chúng sinh thống, đó là cảnh sắc. Thì cảnh sắc đó là nó có cái bản chất là gì? Biến hoại, đổi thay, rồi không đó.
nhìn như vậy, hiểu như vậy đó là đúng đắn rồi. À, thì lúc đó sẽ không có khởi lên cái sự luyến ái. À, nhưng mà vì vị này đó không kéo tác ý, tìm kiếm những khía cạnh sai, những khía cạnh không có đúng. À, như là à, cô này cổ bệnh hoạn mà cổ còn đẹp vậy nè, uống chưa cổ khỏe mạnh nè, rồi cổ mà có mét cấp lên đó, thì trời ơi cổ còn đẹp giường nào nữa. Đó là cái nhìn này nè, nó đã đi quá xa. Và nó đã đi quá xa thì lúc bấy giờ theo quý vị là cái con mắt à, nó có phải là đang bị đau không? Đau rồi đó. À, thì cái đau này là đau gì? Đau tâm. Đau tâm bệnh đó. Cái thành ra mới dẫn đến gì đó, bị bệnh tương tư. À, bị bệnh tương tư đó ha. Nhưng ở đây xin đóng ngoặc, mở ngoặc này là may mắn cho cái gì đó được gần với Đức Thế Tôn, gì gần gì đó được gần với thánh chúng, cho nên đó là gì? Qua cái sự tiếp độ của Đức Thế Tôn, vị này đó ha, đã thành tựu được cái phận sự của đời tu. À, chứ còn nếu ha, nếu mà mình, nếu mà cái gì đó không có được gặp Đức Thế Tôn, không có gần gũi Đức Thế Tôn đó, thì xin thưa quý vị đó, với cái nghiệp đó, vị đó ha, sẽ còn phải có cái con mắt đó, là nhiều lần nữa. À, để từ đó đó mà tiếp tục phải bị cái vết thương con mắt đó nó hành hạ nữa. Dạ, nó hành hạ nữa. Thì con mắt nè, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, cái lưỡi nè, cái thân là ta là những cái vết thương. À, một tập hợp nhiều cái vết thương vậy đó. À, cho nên nếu mà mình không có chăm sóc, không có bảo vệ, không có gìn giữ đó, thì tiếp tục mình có những vết thương đó nữa. À, tức là nói cách gọn hơn đó là nếu mà mình không có tu con mắt nè, không có tu cái lỗ tai, không có tu cái lỗ mũi, không có tu cái lưỡi, không có tu cái thân này, à, thì đời sau kiếp khác mình tiếp tục có con mắt, có cái lỗ tai, có cái lỗ mũi, có cái lưỡi, có cái thân, để rồi gì? Bị cái con mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân đó đó nó hành hạ tiếp. À, tức là đau tiếp đó. À, thì đau về vật chất nè dẫn đến đau về tâm. À, như cụ thể cái vị này đó là bị bệnh tương tư nè ha, là bị tham dục nó hoành hành. À, nhưng mà rồi đó, cái mặt trái đó, mặt trái của tham dục đó đó là bị sân hận, bị sự buồn rầu nó hoành hành. Và nó hoành hành. À, và gì ha, do có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân nè ha, để bị đau vậy đó, rồi có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, tất yếu là gì? Có xúc đụng, có xúc chạm đối với sáu cảnh, sáu cảnh đó. Con mắt thì mình thấy nè, lỗ tai thì mình nghe nè, lỗ mũi thì mình ngửi nè, lưỡi thì mình nếm vị chua cay mặn đắng gì đó. Cái thân này đó là mình xúc chạm êm ái nhẹ nhàng gì đó. Thì khi đó dẫn đến sao xin thú vị? Tự duy nghĩ. Dạ, tư duy suy nghĩ. À, thì tư nhiều tư duy nhiều suy nghĩ, thì nhiều tư duy nhiều suy nghĩ ở đây nè ha. À, thì mình hiểu là nhiều tư duy nhiều suy nghĩ thì sao ạ? Nhiều tư duy nhiều suy nghĩ đó ha, thì có thể là tư duy suy nghĩ đúng đắn nè, có thể là tư duy suy nghĩ bệnh hoạn nè. À, thì tư duy suy nghĩ mà bệnh hoạn đó, à, mình gọi gọn đó là tà tư duy. À, thì tà tư duy đó có phải là một loại bệnh không xin thưa quý vị? Dạ, xin thưa đó là bệnh tâm. À, tâm bệnh là khi nào cái tâm sanh lên mà có câu sanh hay là có đồng sanh với các phiền não, thì lúc bấy giờ được gọi là tâm bệnh hết. À, như tâm tham sanh lên, à, thì là có tham đi theo nè, lúc đó được gọi là tâm bệnh. Tâm sân sanh lên, có sân đi theo, được gọi là tâm bệnh. Tâm si sanh lên, có si mê, thì lúc
đó được tâm bệnh. À, thì ở đây nói nhiều tư duy, mình nói gọn lại đó là tà tư duy. À, nhưng mà tà tư duy này hay giờ mình chia ra, à, thì tà tư duy đó Mitcha Sankappa đó, thì tà tư duy này cũng chia ra là dục tư duy nè, sân tư duy nè, hại tư duy. À, vậy thì nếu mà mình truy lại đó thì là dục tư duy cũng là tà tư duy, sân tư duy là cũng là tà tư duy, hại tư duy cũng là tà tư duy. Như vậy thì là mình suy nghĩ mà liên quan liên hệ đến các phiền não ác pháp thì đều được gọi là bệnh, bệnh về tâm. À, nhưng mà do đâu có vậy xin thưa quý vị? Thì do còn có cái sắc thân này nè, còn có mắt nè, còn có tai nè, còn có mũi nè, còn có lưỡi nè, còn có thân nè, còn có ý nè. Rồi qua quá trình xúc chạm đụng chạm với sáu trần đó, sáu trần đó, mà vì do cái vô minh che đậy đó, cho nên đó là mình mới nghĩ rằng cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Mình thấy theo cái khía cạnh đó là tịnh thôi, đẹp thôi, chứ mình không có thấy theo cái khía cạnh đó là bất tịnh, là không có đẹp. Hoặc là gì, mình không có thấy theo cái khía cạnh đó là gì, pháp vũ vi là vô thường, có vô thường dẫn đến khổ đau, do vì có vô thường khổ đau cho nên đó là vô ngã. Không có nhìn, không có thấy, không có nhận ra được ở cái khía cạnh này nè. Do đó đó mới cho rằng cuộc đời này vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Cái gì tồn tại trên cuộc đời này nè mà hợp ý với mình, hợp gu với mình thì cái đó là đẹp. Cái gì không hợp ý, không hợp gu với mình thì cái đó là xấu. Dạ, cái đó là xấu. Thì khi mà thấy ra được, thấy ra được ha, những cái gì tồn tại trên cái cuộc đời này đều do đều có cái điều kiện của nó cả, thì nó mới xuất hiện, nó mới tồn tại ở trên cái cuộc đời này. Và vì nó có cái điều kiện hình thành này, rồi nó có cái điều kiện nó mất đi vậy đó, thì thành ra là gì, mình sẽ thấy được nó luôn luôn biến hoại đổi thay. Và biến hoại đổi thay đó nó hiện bày qua vật chất và tinh thần. Con mắt của mình chịu khó để ý sẽ thấy rằng không bao giờ nó là một kiểu, mà nó có cái sự biến hoại đổi thay. Biến hoại đổi thay đó là mau hay là chậm tùy theo cái nhận thức của mình. Quý vị để ý thấy có đúng không? Hồi trẻ mắt mình rất là tỏ, bây giờ hơi lớn lớn tuổi như chúng tôi năm mấy tuổi nè, giờ thấy mắt nó hơi yếu yếu rồi. Nhìn lên cái màn hình của quý vị, chúng tôi đang xài cái laptop 19 inch đó. Mà nhìn lên màn hình Beltalk, giao diện Beltalk mà nhìn chữ có khi nó cũng nhòe. Là con mắt nó có cái sự biến hoại đổi thay rồi nè, quý vị thấy đúng mà. Vậy thì từ cái chỗ đó hiểu, mình hiểu ra nè ha. Yasanathi thu quang thi ti, có cái gì là trường cũ không, có cái gì là vững bền không? No, không có. Con mắt của mình không thể đứng yên một cái chỗ mãi mãi vậy, không thể nào cứ tốt hoài. Cái lỗ tai của mình cũng không thể nào là tốt hoài, cái lỗ mũi của mình cũng không thể nào là tốt hoài, lưỡi của mình cũng không thể nào là tốt hoài, cái sắc thân của mình cũng không thể nào. Thì mình xem xét, mình ngắm nhìn, mình quan sát bản thân của mình. Nếu mình ngắm nhìn cái bản thân của mình cũng được, không được á xin thưa quý vị, thì mình ngắm cái bản thân của người khác, tức là quán ngoại quẩn, rồi cái mình đối chiếu, mình so sánh với bản thân của mình, tức là vừa ngoại nội quẩn nè, để thấy ra được cái sự biến hoại đổi thay của sắc, của danh, tức là của phần vật chất và của phần tinh thần, hay là cụ thể gọn gọn hơn tí đó là của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của cái thân này. Từ chỗ đó dẫn đến là gì? Không có cái gì ở trên cuộc đời này đáng cho mình phải mê cả.
quý vị gẫm suy gẫm thử xem có đúng vậy không. Không có cái gì đáng cho mình phải mê cả, không có cái gì đáng cho mình tự hào cả. À, thì khi mà mình suy gẫm mà mình thấy ra được cái ý cái lý này là như thật đó, thì mình sẽ trở thành cái vị tỳ kheo kia liền. Yeah, mình sẽ trở thành cái vị tỳ kheo kia liền. Đó là cái vị tỳ kheo kia đó, thấy cái cô kia đẹp đẽ rồi đó, đến cái lúc mà ngắm nhìn lại cái cô kia cổ nằm đóng, sắc thân nứt nẻ ra rồi nước vàng rồi này kia rồi nó tuôn chảy, rồi qua cái gợi mở của Đức Thế Tôn bằng câu kệ này nè, thì vị tỳ kheo kia nhìn thấy ra được điều này. Ôi thôi rồi, đâu còn cái gì là đẹp đẽ nữa đâu. Thì có phải là ngao ngán chán chường từ bỏ không? Từ bỏ, không còn luyến ái nữa, không còn hiểu sai về cái gọi là danh, cái gọi là sắc, không còn hiểu sai về đặc tính của pháp vũ vi nữa, cho rằng có cái sự vẫn bền, có cái sự trường cũ, cái đẹp đó là mãi mãi, là không bao giờ còn, mà phải luôn luôn biến hoại. Thì ước mong qua cái lời giảng của chúng tôi về đề tài là câu kệ pháp cú số 147 này, bản thân của chúng tôi cũng như tất cả quý vị có sự chiêm nghiệm suy gẫm về bản thân của mình, về người khác, đối chiếu người khác với mình, rộng ra là tất cả những cái gì mà mình có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, để nhận ra được rằng không có cái gì là vững bền, là trường cũ cả, mà luôn luôn biến hoại đổi thay. Qua đó, đó để mình giảm bớt đi cái sự dính mắc, giảm bớt đi cái sự ai luyến, và cũng giảm bớt đi cái sự tự hào, tự kêu của mình. Đến một lúc nào đó, mình không còn luyến ái bất kỳ một cái chi ở trên cuộc đời này nữa. Thì lúc đó xem như là mình thành tựu được cú cánh của đời tu. Thầy ước mong tất cả chúng ta đều thành tựu được điều này. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị, mong phước báo hộ trì quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Xin chia điều phần phước thí này, phần phước pháp thí này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến Thượng Tọa Minh Hạnh.